con không có đi được nên hôm đó cô vô có lần này không có đi. Để hai nhà hậu chở đi lên cho chú anh chị. Cái cô dễ thương à ha, vui vẻ cô giả mà đến đây vui vẻ là đại gia đình mình ở đâu tới cô? Cô ở ngoài kia. Ồ, ngoài quốc lộ 13. Dạ, con chào mấy cô nha. Gần nhận bên đó. Thì thấy gụng ở đây nè, nó vàng lụm lên. Này phải bự không? Bự chứ gì? Còn mà. Ồ, bự nè cô. Con giả đem lại. Con giả. 100 cái. Nhưng mà nó 2 cái cho nó toàn bộ luôn. Thì đó. Chú muốn vậy quá cho kỳ tự nhiên 2 cái giờ có 1 cái này à. Rụng hết cái cuốn của chú anh chị ơi. Đây là cặp bự khán giả đem lại ha. Có bự. Ồ, bữa nay là mấy ông anh em mình sáng giờ nó ngộ chú bữa nay ấm mà ấm thiệt luôn, càng ngày hay càng ấm. Khán giả đem nhang tới nữa nè. Hả? Cái nhang này chốt anh bỏ vô trong cái đó được phải không? Xé ra bỏ vô được. Để mua nhang em phái là cái nhang cho nó dài ra. Còn nhang cục thì mình đốt này được, còn mà nhang dài. Cắm xa với lại giờ mình đốt nhang chú nhang nó cũng được nha. Tại biết sao không? Nó dài thì nó lâu tàn, hiểu không? Giờ khán giả nhiều khi có khi vắng. Buổi sáng thì đông vậy chứ tới chừng chiều 4, 10, 11, 12 giờ thì đó, 11, 12 giờ bắt đầu vắng ha. Thì như là trời nắng cái khán giả không có tới thì sao, cái chiều là rai rai có khi không có luôn. Nên chiều mấy anh em vệ sinh rất là sớm của chú anh chị ơi. À, đúng rồi, tùy theo loại cái hãng nữa. Có năm mới rồi được 3 phút. Hấp nước này sao thấy ai hỉnh hết ta. Mới này đáng lẽ mình mời biết sao lần cho mình bỏ cái nước mới lên. Chứ để nó phơi nắng như vậy cũng không tốt. Mình cứ mời để thay nước thường xuyên. Hải ơi, cái nước không cưng? Hấp nước nha. Không uống nước hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Đừng thấy nước nhiều nha. Đừng có đè nó. Gì vậy? Tại cái cây sứ là nó thăng mọng nước mà. Đừng thấy nước nhiều. Thấy nhiều là nó không có chịu. Cây này là cây sa mạc, sống đời sa mạc là nhiều. Đúng rồi. Nên đừng có tưới nước nhiều. Khô cằn nữa phải không? Anh đừng có đè tưới nước nha anh Ngọc. Hạn chế tưới nước. Nước. Anh đừng có đè tưới nước nha anh Ngọc. Tuyệt vời luôn rồi. Gì? Cái cây này là cây gì anh Ngọc? Biết đâu cây này hồi đó đem vô đầu tiên cái bông tới giờ luôn là không có bông luôn. Gặp mua đem vô cho chú đầu tiên luôn. Bây giờ có bông bây giờ là không còn bông luôn. Nó đỏ đỏ gì không ta? Ừ. Lúc khán giả hình như là ở biết rồi, ở đâu dưới Sài Gòn nè, lên hai chú song sinh phải không? Ông sống dễ giàu gì mình được gần thành phố nữa đây sao mà được. Nhiều khi hàng xóm mà sát bên nhà còn không biết nhà chú ở đâu luôn á cô. Tới hồi mất mình mới biết á. Này kết rồi chị với làm á. Ồ vậy là cô Ủa xuống hả chị, biết cái chở đi qua hấp không? Dạ. Tới nhà mà chị. Dạ. Phải từ từ cô. Lâu lâu liên kiếm một cậu chui thì cũng gì. Dặn chào các cô với chị nha. Thành phố mà cô Năm Lăng cho 2 tờ giấy số mình cũng chui dò luôn đó. Gì không nào? Chúng 200 ngàn. Đâu hả? Đâu vậy? Đâu hả? 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 Đâu hả?
cầm anh yêu. Ủa cầm anh yêu luôn rồi. Đây ông ơi, đài Vĩnh Long, anh đánh đài Vĩnh Long thôi, nữa ra anh đánh là sổ số Vĩnh Long thôi. Rồi ngày 29 nha. Ôi mua cái đợt cái gì à? Ê không được đứng lên. Không được quỷ mình đúng số rồi đúng ơi. Đúng mà. À quên chứ đầu năm nay em nhớ là chúng thiệt à. Mua đúng được 700 ngàn á. Ê anh nói dài chưa nay mình có xì tiền uống rồi đó nó vàng. Cô chú còn quá trời luôn nha. Trời ơi chú độ. Chú độ chú độ. Vậy này là nấu vàng chúng Minh chúng. Ủa vậy hai anh là của anh là sao? Anh vợ của anh. Anh kia mua. Rồi cái này mới cực căng nha, giờ mới nhớ số này là của ai nha. Cái tờ này nó bị tét rồi đó. Còn bốn tờ nữa, cậu Nam trúng luôn là chú Vĩnh Long. Trời ơi nãy giờ sắp tới tờ nữa Duy Minh ơi. Tưởng đâu của ảnh trốn, ảnh cừ đổ làm thấy ghê. Tay ngờ ảnh dò dùm không vậy đó. Ông bưng cái đó chia ra cho ăn đi vậy. Rồi chị đưa cho bảy rồi. Bên mầm. Ủa đó cô Năm cho hai tờ giấy số của ai dò số 71 chưa? Chặt rồi. Bởi nói của dì Năm là đâu phải có 42 đâu. Bả đâu mua 42. Của bả là mua 65, 66 với là 71. Rồi tới đây video của mình tiên xin kết thúc, cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện tiên đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau ha.